lạy Thánh Giuse vinh hiến trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang, nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thánh thất. Dám xin hô phù đoàn con cái nơi trần gian. Thank you.
mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi đến hữu Roma: Thưa anh em, không phải chỉ theo lời luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban phong và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lời luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt ngươi là tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Đừng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ông Gia-cốp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Giêsu cũng được gọi là đấng Kitô. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tổ giác bà, nên mới tình tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang mang tính như vậy thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngạc đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưng mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Ngày lễ Thánh Giuse là lễ đặc biệt của toàn thể giáo hội, và chính Đức Giáo hoàng Francisco đã chọn ngày hôm nay để ngài khai mạc triều đại Giáo hoàng của ngài. Là cái Giáo hoàng chúng ta biết ngài cũng mang tên Thánh Thần Giuse Maria, và ngài muốn một lần nữa dâng giáo hội cho thánh cả Giuse, để xin thánh cả Giuse gìn giữ che chở cho giáo hội được vượt qua mọi khó khăn thử thách và một thân tin cậy toàn. Là xưa kia Thiên Chúa đã trao phó cho thánh Giuse là một gia đình Nazareth, trong đó có đức mẹ Maria, có Chúa Giêsu Kitô, và thánh Giuse đã chứng tỏ bổn phận của mình chăm lo cho mọi ông gia đình Nazareth, nhất là chăm lo cho Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa được thành toàn mà chẳng đi lên người ban báo tin mừng cho toàn thể nhân loại. Giờ đây giáo hội cũng là thân thể nhiệm màu của Chúa Giêsu Kitô, mà Đức Giáo hoàng là người đại diện của Chúa đứng đầu giáo hội cũng khai mạc triều đại giáo hoàng của mình, muốn một lần nữa dâng toàn thể giáo hội như là Thiên Chúa Cha ngày xưa trao phó cho Giêsu cho thánh Giuse, thì bây giờ cũng dâng giáo hội là thân thể nhiệm màu của Chúa Giêsu cho thánh Giuse, để ngài luôn luôn che chở gìn giữ và cùng mọi sự may lành. Và thánh Giuse cũng là quan thầy bảo trợ của giáo hội Việt Nam và quan thầy bảo trợ của nhiều người trong mỗi chúng ta. Khi nói đến thánh Giuse, chúng ta thường thấy người ta ca tụng thánh Giuse mấy nhân đức. Trước hết ngài là đấng công chính, công chính theo lời luật, theo người Do Thái, công chính là những gì mà sống trọn vẹn với lệ luật của Thiên Chúa, yêu mến luật Thiên Chúa hơn luật người đời, và trường luôn luôn vâng theo mệnh lệnh và huấn quyền của Thiên Chúa. Và thánh Giuse là người trung tín với Thiên Chúa trong kinh ngưỡng và vâng phục. Chúng ta thấy chắc chắn thánh Giuse phải là đấng trung tín đáng tin tưởng. Nếu mà không trung tín, không đáng tin tưởng, có lẽ Thiên Chúa không dám trao phó Chúa Giêsu
những vấn đề quan trọng thì càng cần những người trung tín hơn để chúng ta cần dựa và trao phó mọi sự cho người đấy. Cho nên Thánh Giô-xe cũng phải là một người trung tín trọn vẹn với thánh ý của Thiên Chúa trong khiêm nhường và công phục. Cho nên Thiên Chúa mới gọi là mạnh dạn trao cả sự việc là người con yêu dấu của mình và đức mẹ cho Thánh Giô-xe. Và những gì mà Thiên Chúa tin tưởng bên Thánh Giô-xe thì Thánh Giô-xe cũng không để cho Chúa phải buồn, phải thất vọng về những gì mà Thiên Chúa đã tin tưởng. Ngài đã chăm sóc gìn giữ mai của gia đình ra Nazareth rất là tuyệt vời trong vai trò của một người chồng, một người cha như một gương mẫu trọn vẹn. Chúng ta thấy Thánh Giô-xe trong bản nhiệm vụ và trung tín với Thiên Chúa, Thánh với Thiên Chúa trước hết qua việc là sẵn sàng đón Đức Maria để làm bạn mình và chăm lo cho Giê-xu như là người con nuôi của mình và theo Thánh với Thiên Chúa. Và trong đời sống bay ông gia đình Nazareth, chúng ta cứ hình dung ra một bay ông gia đình có người chồng, người vợ và những đứa con. Thánh Giô-xe cũng là một người chồng, chắc ngài cũng phải vất vả con trên cho cuộc sống để chăm lo cho bay ông gia đình của mình. Và Kinh Thánh thì thấy cô đã có lẽ thức mẹ cũng rất là nhàn, bởi vì Thánh Giô-xe là một người lao động rất là chăm chỉ, khéo léo để có thể chu cấp được về vấn đề kinh tế cho gia đình của mình, khiến cho đức mẹ và Chúa Giêsu không phải khó khăn vất vả. Và Thánh Giô-xe không chỉ lo vấn đề kinh tế, nhưng mà Thánh Giô-xe đã có công trong việc dẫn dỗ Chúa Giêsu trong các cái khung cuộc khởi đầu của ơn cứu độ. Và chúng ta có nhớ sau khi Chúa Giêsu 12 tuổi lên đền thờ quay trở về, thì Kinh Thánh ghi chép lại rằng ngài về bái ông gia đình Nazareth và hằng vâng phục các ngài, vâng lời Thánh Giô-xe và càng tôn lớn thì càng lớn thì càng thêm khôn ngoan dưới sự dạy bảo hướng dẫn của Thánh Giô-xe và cha nuôi của mình. Cho nên Thánh Giô-xe đã có công dạy dỗ Chúa Giêsu mà trở thành một con người rất là đạo đức, rất là thánh thiện và dạy dỗ Chúa Giêsu để Chúa Giêsu biết rõ được nhân cách của Thánh Ý Chúa Cha nơi cuộc đời của mình và đặc biệt là giúp cho Chúa Giêsu có điều kiện ra đi ban đón đi mừng thực hiện Thánh Ý của Chúa Cha. Và Thánh Giô-xe cũng là một người rất là đạo đức thánh thiện, cho nên chăm sóc cho gia đình trở thành một gia đình thánh gia, gia đình gương mẫu cho mọi gia đình. Và như thế chúng ta thấy Thánh Giô-xe là gương mẫu trong đời sống gia đình, làm chồng làm cha, trong việc chăm lo về ông gia đình và dạy dỗ con cái, làm cho gia đình của mình trở thành gia đình hạnh phúc và thánh thiện. Hôm nay hôm lễ Thánh Giô-xe, chúng ta cũng suy nghĩ về cuộc đời của mỗi chúng ta, không chỉ các ông nhưng các bà và tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta cũng là một người trung tín mà Thiên Chúa tin tưởng nơi mỗi người chúng ta. Cho nên mỗi người được Thiên Chúa trao ban cho một sứ vụ, tuy ở địa vị của mình, tuy ở cấp bậc của mình, tuy ở hoàn cảnh sống của mình, và Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta, người làm chồng, người làm cha trong gia đình, người làm chủ của một doanh nghiệp hay là công ty hay là người làm lớn hơn, mỗi người ở một địa vị, thì mỗi người ở địa vị như thế thì tất cả những người thuộc về mình đó là gia tài mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta. Còn chúng ta có trung tín, chúng ta có khôn ngoan để quản lý mái ấm gia đình của mình, quản lý những công việc hay những sự kiện hay những điều mà Chúa gửi đến cho mình hay không thì tùy vào mỗi người chúng ta, và chúng ta sẽ phải trả lại trước mặt Chúa để tất cả những gì Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các ông nhận Thánh Giô-xe và các ông này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết là noi gương Thánh Giô-xe trước toàn bộ tâm của mình, noi gương Thánh Giô-xe là một người chồng, người cha mẫu mực, là một người con của Chúa luôn luôn trung tín và khôn ngoan để nhận ra Thánh ý của Chúa nơi cuộc đời của mỗi chúng ta và chúng ta thực hiện. Kính thưa quý cô và anh chị em, hôm nay là Thánh Giô-xe giáo xứ của chúng ta là trước thánh lễ của Dương và rất là ý nghĩa. Tất cả những câu như bác các anh có tên Thánh Giô-xe cầm trên tay một ngọn nến để dâng kính Thánh Giô-xe. Ngọn nến này tượng trưng cho tất cả những tâm tình, những ước nguyện của mỗi người, không chỉ là của mình mà còn của gia đình của mình, của những người thân yêu của mình, tập trung hết rồi hết vào
Giuse, xin Thánh Giuse nhận lời nguyện, nhận lời ước nguyện của chúng ta quan họ đến sáng này để nhờ trần cầu của Thánh Giuse, xin Chúa thực hiện cho mỗi người chúng ta những điều mà chúng ta mong ước, đặc biệt là chúng ta mong ước để trưng bày bổn phận mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta. Cầu xin những lời ước nguyện của chúng ta luôn luôn cháy sáng như là ngọn nến này, và xin Thánh Giuse luôn luôn cầu cử che chở gìn giữ chúng ta, và xin Chúa ban ơn giúp chúng ta noi gương Thánh Giuse và hoàn thành sứ vụ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Amen. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những Kitô hữu biết chạy đến với Thánh Giuse để nhờ sự chỉ bảo của Người, mỗi chúng ta lên người khiêm nhường, phó thác hầu mai bày được lên công chính với Thánh Giuse. Chúng con cầu xin Chúa. Chúa con đã được thầy Chúa.
là chính đáng phải làm xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Thánh Giuse, chúng con cùng tôn ngô chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giuse là người công chính, Chúa đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan. Chúa đã trao phó thánh gia cho người coi sóc để người thay quyền Chúa gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Chúa đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.
con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin kính mời cha an toàn, kính mời các bạn và xin kính mời chúng con đại diện cho ba thánh, thay ban thánh chương và ba thánh giáo lên có lời chúc mừng cha dự lễ ngày lễ kỷ niệm ngôi sao con này. Hôm nay trong cuộc kính hương hoa của cả thầy giáo bộ nhân ngày cho kính thánh Giuse trao lời điều kiện và thầy gia đình hai giáo sư Nam Bảo và cha Văn Hữu Tử chúc con vui mừng quy mừng chúc anh cha thầy Vương Nghệ quan thầy của cha người chủ gia đình chúng con chỉ một gia đình có 4-5 người và chúng con một khi đã thở ra có lúc thấy sống cả tôn giáo cái tôn lý thường ngày thì chúng chỉ vì thế chúng con đã thông cảm cái ngày của cha khi coi sóc gia đình và anh chị em đó điều này cũng để chúng con cầu nguyện cho cha yêu mến cha và biết ơn cha của tôi nhân ngày lễ mừng này anh cả tôi sẽ quan hệ của cha chúng con chúc mừng cha và nguyện xin anh cả tiếp tục chuyển cầu cùng chúa cho cha để cha luôn mạnh khỏe ơn bình an đầy ơn thương minh trí khôn ngoan là niềm vui và ơn chúa kính thưa cộng đoàn khi chúng ta còn nhỏ và trẻ khi lớn các tiếng khóc chào đời chúng ta đều được gia đình đưa đến nhà thờ và cha xứ rất dở rồi và trước khi chúng ta đứng trước một cái đêm mà gia đình và bố mẹ đã cho chúng ta thì Thiên Chúa đã làm chúng ta một đêm một đức thánh các thánh đều là những mẫu gương trong suốt cuộc đời chúng ta mới theo và bắt chước thánh cả thư xe và bao gồm ngày hôm nay cũng là một mẫu gương tuyệt vời để mỗi người chúng ta soi bước theo người nhất là các đấng phụ quân trong thần ngày xưa Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria luôn là niềm tin tưởng vào người gia trưởng của gia đình Nazareth và thư xe hãy đi Giêsu và Mẹ Maria không bao giờ thất vọng vì sự chu đáo bao bọc khôn ngoan và can trường cho cá nhân chắc chắn gia đình Đức Mẹ đã nhiều gian nan khó khăn trong suốt chuỗi năm đã trốn xa cả rồi đã trở về một nhà Nazareth nghèo khó thế nhưng thánh thư xe đã luôn bước hai chiều đưa gia đình mình trở lại cho an bình hạnh phúc các thành viên trong gia đình chúa cha có nơi kính phục bí luật và nghe nghe một lần nữa con xin kính chúc cha xứ kính chúc tất cả các quý phụ bí luật nghe nghe đang thánh hiệu tu sĩ được cho niềm vui hạnh phúc và được thánh con thầy che chở giữ gìn vào đời sát và ban ơn chúa xứ để cha xứ luôn vững vàng tay lái chèo lái con thuyền giáo xứ chúng ta được căng tin để quý gia trưởng luôn là điểm tựa an toàn cho gia đình nhỏ của mình và để mỗi người chúng ta luôn đoàn kết yêu thương trong đời sống đức tin đức cái nêu gương sáng cho mọi người xung quanh mừng thánh mừng kính thánh bồ đà của cha xứ hôm nay chúng con có lăng hoa nói lên tấm lòng biết ơn của chúng con đối với cha xứ xin cha vui lần toàn có nhân đã qua thế đón tiêu chịu cho chồng tình của chúng con. Thank you.
phúc, và đặc biệt là những trải nghiệm tận sống của Chúa, để mỗi người chúng ta được lớn lên Chúa Giêsu Kitô trong ngày hôm nay để mà ai có sức khỏe, và mỗi người chúng ta được hạnh phúc như là Đức Mẹ Maria trong ngày hôm nay ở Nazareth, và chúng ta đang sống ở trong và xứ và một cầu cho hôm nay là ngày mà chúng ta đi đến Chúa Xe, một cầu cho các đặc biệt tất cả những con tin ban của em chị ngày mà đi theo Chúa Xe luôn luôn biết nói như thế. Hai là khôn ngoan và trung tín với những gì mà Chúa trao phó cho mình, trung tín với lời dạy của Chúa. Hai là đặc biệt là khôn ngoan. Khôn ngoan ở đây không phải là lanh lợi hay là ngoài đời, nhưng mà khôn ngoan để nhận ra hành vi Thiên Chúa, để chọn được hành vi Thiên Chúa mà vâng theo, mà thực hành cho đến cùng để những gì của Chúa mong muốn thực hiện nơi của và chúng ta sẽ được thành đoàn. Là đấng đã làm lành cùng người, cùng bờ biển.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.